Vì quý nhất đầu tiên là thầy nói Hạng Quân này đã hết đời là đời cũng rồi. Như vậy thì ở đây cái đoạn 4 này, qua 4 câu này mình nhận xét được đó, là đời cùng còn chẳng mấy năm, thầy nói cùng rồi đó, nhưng mà còn không có mấy năm nữa cùng, chứ không phải là cùng ngay từ năm 39. Nếu cùng ngay từ năm 39 thì giải đạo chi nữa, khai đạo chi nữa, ta từ dưng sắc lĩnh Thế Tôn khắp hải giới truyền khai đạo pháp đi làm cái gì? Vậy thì đời cùng, nhưng mà còn mấy năm nữa mới cùng. Mấy năm là mấy năm của Phật nha, mấy năm của Phật, mấy năm của thầy nói đó, nhưng mà đối với mình không biết bao nhiêu năm, không biết bao nhiêu năm. Nhưng mà ở đây mình nói gì nè, ngay nếu chúng ta nhận xét lại từ năm 1939, tức là năm Kỷ Mão, thì qua na đến năm 40-45 là 5 năm trường, đó là đệ nhị thế chiến. Thì những cái tai họa, những cái khổ đau của con người đó là diễn tả trong cái màn này tới đó nha. Còn cái kỳ mà đệ tam thế chiến thì Đức Thầy là viết rộng ở trong giáo lý, mình chưa xác định được. Ở đây chúng ta đi xác định ngay đoạn văn này. Vậy thì đời cùng còn chẳng mấy năm, tức là nó cái thảm họa đến con người còn không bao lâu nữa. Thì giờ Phật giáo hảo 82 năm rồi đó, năm nay là 83 năm rồi đó, năm nay là năm 22 rồi, tức là 83 năm rồi. Thì mình cứ nghe đây để mình suy nghiệm đi, chúng ta cố gắng lo tu. Như vậy tu được chưa? Nghe như vậy tu được chưa? Hay là mình còn hẹn gì nữa không? Còn chần chờ gì nữa không? Cứ mà muốn tu còn đợi chiều mai hoài sao được? Khuyên người rằng sớm thì xài lâu hơn chứ. Rồi mấy năm đó rồi sao đó? Trong mấy năm nó qua mấy năm đó rồi sao? Qua mấy năm đó là khắp trong các nước thay nằm bằng non, tức là cái thay chất như núi, thay chất như núi, gọi là xương chất bằng núi mà máu chảy thành sông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Là lời nói đầu tiên, Ngọc Tâm thân ái kính chào quý cô chú anh chị cũng như quý vị đồng đạo gần xa kính mến. Thì hôm nay Ngọc Tâm trở lại với đạo tràng của chú Mười Nhịn để tìm hiểu qua một đề tài tu được chưa. Thì trước khi gặp gỡ chú Mười thì cũng có đồng đạo Lê Văn Thương sẽ đọc lại lời Châu Ngọc Đức Thầy. Vậy giờ này Ngọc Tâm mời quý vị cùng lắng nghe lời Châu Ngọc cũng như gặp gỡ chú Mười. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Khỏi đây bà diễn tách dời, đến đó dậy thời trời mới sáng ra. Chợ này đông đúc người ta, nhiều đuôn trà là lại giấy nho tươi. Đến đây thầy tới quá mười, nói cười cười bán thuốc sơn đông. Điều cũng nắm trong coi lũ khách này hát Phật làm sao, hát mà trong vùng sao sao, nói chuyện bên tàu máu đổ tuôn rơi. Cả dân chúng hời ơi, sao không thức tình việc đời gần bên. Khổ đà đi đến như tên, ráng lo tu niệm tìm nền vinh quang. Vinh này của Đức Phật Bà, của ông Phật Tổ Ba mà cho danh. Tu cho nhàn toại tâm thân, đừng làm tàn ác xa lành tiên ban.
kẻ giàu sang, ráng lo làm phước làm doan mới làm. Đến lắm cảnh khổ có ta, với linh Phật bà cứu vớt dùm cho. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin kính chào chư quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay là ngày 30 tháng Giêng năm Nhâm Dần 2022. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục có cái nhân duyên trong Phật Pháp để mình tìm hiểu thêm về lời dạy của Đức Thầy trong giáo lý, để chúng ta cố gắng tu hành. Thưa quý vị, đối với chúng tôi thì ở trên cái lãnh vực của Internet, nói cái kiểu dễ hiểu hơn là trên mạng đó, thì quý vị biết rất là nhiều. Qua cái đề tài Một Kiếp Về Tây, bao gồm 16 tập, dù biết rằng tạng mặt thì chưa, nhưng mà tạng hình thì có. Tạng hình chứ không phải tạng hình nhé. Và đồng thời quê quán thì mình chưa có đến để mà mình biết nhau. Nhưng đối với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, mình biết qua cái tinh thần đạo đức trên màn ảnh nó không ngoại lệ. Và đồng thời đó, từ cái chương trình tu tập của đề tài Một Kiếp Về Tây thì nó là vấn đề hết sức đặc biệt về cái pháp môn tịnh độ. Đó là cũng những cái mà chúng tôi đã cố gắng qua cái sự tu học của chính mình, để tôi cùng quý vị cùng nhau tham khảo và cùng nhau tu hành để hóa giải kiếp số đau sinh tử của một con người trong cái lần này, trong cái thời hạ quân mạt pháp. Thì đương nhiên, nói cho ngay, cũng có rất nhiều quý vị hoan hỷ để cùng chúng tôi mà tu tập theo lời dạy của Đức Phật, đặc biệt nhất là trong kinh Di Đà và lời dạy của Đức Thầy trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Thì thời gian qua tôi thiết nghĩ pháp môn tịnh độ là một con đường giải quyết sinh tử cơ bản của mỗi con người. Đó là đường lối rộng độ chúng sinh ở trong cái thời kỳ mạt pháp. Ai tu cũng được, ai niệm Phật cũng được, ai giảng sanh cũng được. Nhưng mà yếu tố căn bản cần có đó là, thứ nhất là có tính, có nguyện và niệm Phật. Thì về tông chỉ tịnh độ thì căn bản là tính nguyện hạnh. Tính tức là đức tin phải cho sâu chắc đối với pháp môn tịnh độ, vì là một pháp môn của Phật thuyết. Cho nên nếu mình tin mình còn nghi ngờ thì đức tin nó bị tháo gỡ, nó bị nhạt nhạt, thì chưa đủ cái chí hướng hay chưa đủ cái công hạnh để cho mình đi về cõi Phật. Và thứ hai là cái bản nguyện mình phải cho vững vàng. Nguyện, khi đã bản nguyện giải thoát thì chúng ta không nên thay đổi bản nguyện của mình. Dù cho ai có giàu sang, có vinh hoa phú quý, có làm ăn thịnh vượng đi chăng nữa, thì cũng phải giữ bản nguyện cho nguyên vẹn cho đến ngày giáng sinh cực lạc. Vì tất cả những cái đó, dù cho chúng ta có thành tựu đi chăng nữa, thì nó cũng trong một đời thôi à, chứ không có dài. Còn về cõi cực lạc, mình thụ hưởng bảy báo nhiệm màu bên Tây Phương đó, thì nó là vĩnh viễn vô lượng kiếp rồi quý vị, nên gọi là vô lượng thọ. Ngoài vấn đề đức tin chí nguyện ra, thì còn lại hạnh, tức là công hạnh niệm Phật. Theo lời dạy của Đức Thầy thì là Nam Mô A Di Đà Phật, 6 chữ đi, đứng, nằm, ngồi, ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Vậy thì đi mình cũng ráng niệm, đứng mình cũng ráng niệm, nằm mình cũng ráng niệm, và ngồi mình cũng ráng niệm. Đã ráng niệm rồi thì là lúc đứng, lúc nằm, lúc ngồi, lúc đi cũng đều là chớ quên. Như vậy thì cái tiêu chuẩn của tịnh độ đủ yếu tố đưa mình về tới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng thưa chư quý vị đồng đạo kính mến, cũng giống như con người, cái bản thân con người, cái cơ bản á, là có một cái căn nhà, cơ bản á, là có cái bữa ăn ha, rồi cơ bản là có cái bộ đồ để mặc. Về phía văn minh á, thầy nói văn minh những võ trưng ba mặt, tức là ăn, mặc, ở. Vì nhà thì ở, có cái nhà đặng cho cái thân này nó kính mưa kính nắng ở mới được, chứ ở ngoài trời đâu có được. Rồi ăn
Ăn thì thân phải có ăn mới sống, không ăn làm sao sống, nó không sống làm sao tu. Rồi mặc thì có thân phải mặc, chứ đâu có thể không mặc được, cho nó kín đáo để mình làm việc Phật sự, đạo đức, công hạnh tu hành, hoặc là cái luật nghi quy tắc của đạo Phật hay Phật giáo Hòa Hảo, nó có đủ tiêu chuẩn đó. Vậy thì ăn mặc ở là ba cái mặt cần thiết cho con người trong cuộc sống. Vậy thì thưa với toàn thể quý vị, cũng vậy, cái pháp môn tu tịnh độ là niệm Phật cầu sinh cực lạc. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu rằng ngoài cái vấn đề tông chỉ tịnh độ, tức là tín nguyện hạnh ra, thì chúng ta còn phải có làm lành, còn có phải tránh ác, thì chúng ta mới đủ cái tiêu chuẩn giảng sanh cực lạc. Chứ nếu dù chúng ta niệm Phật, ta có đức tin rồi mà chúng ta vẫn làm ác, không làm lành, hay là có chí nguyện mà chúng ta vẫn không làm lành mà làm ác, thí dụ vậy, thì dù có nói cực lạc hàng triệu ức lần, dù có thấy thế giới cực lạc đi chăng nữa cũng không có về được. Chúng ta nên hiểu chân lý không phải như cái hiểu đơn giản đầu óc của con người mình. Trong kinh Duyên Giác nói mình đừng có lấy cái trí phàm phu mà đo lường cảnh giới Duyên Giác của Như Lai, không có trúng. Mà chỉ lấy trí phàm phu đo lường được con người phàm phu. Đó là tôi nói thật sự quý vị, đó là mình uy tín lắm rồi đó. Chứ kỳ thật ra từ cái trí phàm phu chúng ta chưa có đo lường trí phàm phu được đâu. Bởi vì ca dao có câu đó là dò sông dò biển dễ dò, đố ai lấy thước mà đo lòng người. Quý vị nghĩ coi, con người với nhau mà chúng ta đo chưa được thì làm sao chúng ta đo được cái trí của Phật, cái tâm của Phật. Còn trong sách Nho nói đó là quả hổ quả bị nan quả cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Nghĩa là người quả sĩ đó vẽ cọp, vẽ da cọp được, nhưng mà xương con cọp từ xưa tới giờ không có người quả sĩ nào vẽ được. Ý nói rằng dẫn dụ cái câu đó nói lên là tri nhân tri diện bất tri tâm, tức là biết người, biết mặt thì dễ nhưng biết lòng người thì khó. Vậy thì con người với con người biết nhau từ tấm lòng chưa được, thì làm sao mình đo được cái tấm lòng chân thật của Như Lai, cái tấm lòng thanh tịnh chân như của Như Lai được. Do đó mà mình đem đầu óc mình để lượng định cái cảnh giới của Như Lai thì là điều sai lầm. Mình tính là mình tu vậy là được, tính tu vậy là giảng sanh, tính tu vậy là thành công hết rồi. Cái điều tính là phải, nhưng mà việc làm nó chưa có phải, là vì chúng ta chưa phải cái đầu óc của bậc giải thoát. Đầu óc của hàng thinh văn á, là chưa có tính được cảnh giới của Như Lai, chưa tính được cái tâm của Như Lai. Duyên Giác Bồ Tát cũng vậy, thì mình làm sao tính được. Do đó mà muốn tu cho nó đúng và bảo đảm con đường về tới Tây Phương Cực Lạc thì phải có giáo lý. Lấy giáo lý làm gốc, bất cứ lúc nào hễ thắc mắc cái gì lật giáo lý ra, thắc mắc chỗ nào cứ tìm cái đoạn đó đi đọc, sẽ có cái sự thần diệu của Đức Thầy đã bán cho mình tu vững vàng, khỏi cần đến các bậc trí thức nào hết. Nếu không hiểu thì lúc đó mình sẽ tìm trí thức để mình hỏi. Nhưng mà quý vị tìm mấy người cao minh hơn tôi á nha, chứ tôi dở lắm, đừng có hỏi, tôi không biết đường trả lời. Còn cái người muốn nói sao nói, muốn làm sao làm, cái chuyện đó tôi không có biết, tôi không can dự vào. Nhưng nên nhớ là chúng ta sống và chúng ta tu, tu theo giáo lý thì chúng ta phải nương vào giáo lý. Và chúng ta phải hiểu rằng đó, hiểu là hiểu trong giáo lý, hiểu được bao nhiêu thì hiểu, không thì thôi. Không nên hiểu lệch giáo lý, làm cho tâm mình, trí mình đã bị chao đảo theo cảnh đời, rồi một đời tu mình cuối cùng đổ vỡ rất là uổng. Vậy thì như đã nói là tịnh độ là một cái vấn đề cần thiết cho cái người tu trong cái thời nay. Người nam, người nữ, người già, người trẻ, người mạnh, người đau, người nguyên vẹn, người tật nguyền, người tốt, người xấu, người quan chức, người dân giả, bất cứ người nào cũng niệm Phật, cũng cầu sinh cực lạc được hết. Nhưng với yếu tố là phải có đức tin cho cứng, phải chí nguyện cho vững, và phải có công hạnh nói liền, tức là niệm Phật nói liền. Nhưng mà vậy thì mình đã nói rằng là trong cái pháp môn tịnh độ, không những là chúng ta có tín nguyện hạnh không, mà chúng ta còn có làm lành tránh ác nữa. Chúng ta phải hiểu cảnh đời khổ đau như thế nào nữa. Chúng ta hiểu con người tai họa, con người đau bệnh, con người đủ thứ chuyện xảy ra bản thân mình như thế nào nữa. Thì như vậy đó là những cái trợ duyên cho mình, nó có một cái năng lực giác ngộ mạnh mẽ cho con người của mình, để mình tu tịnh độ mạnh hơn và mình niệm Phật vững vàng hơn, có thể tiến tới con đường giảng sanh cực lạc sớm hơn và bảo đảm hơn. Thì thưa quý vị, chính vì lý do đó mà hôm nay có một cái chương trình bàn bạc giáo lý tiếp theo với cái đề tài là tu được chưa, mà chúng tôi đã soạn cùng với quý vị dài khoảng 10 tập. Thì hôm nay đã bắt đầu tôi cùng quý vị tìm hiểu cái tập 1 với đề tài tu được chưa. Thưa chư quý vị trong và ngoại quốc kính mến, ở đây nêu lên câu hỏi không phải tôi hỏi quý vị, tôi không đủ tiêu chuẩn khả năng để hỏi quý vị tu được hay chưa,
mà tôi muốn nhắc lại lời Đức Thầy hỏi quý vị tu được chưa? Qua hai cái cách Đức Thầy hỏi, rồi tôi chứng minh nha, rồi chúng ta tìm hiểu để coi bây giờ đó mình tu được hay chưa. Cái thứ nhất đó là Đức Thầy hỏi mình đó là ngọt bùi lời đạo thanh thao, đời còn mê muội chừng nào mới thôi. Đó là câu hỏi thuộc về chân lý. Ngọt bùi lời đạo thanh thao lại chân lý, nhưng mà đời còn mê muội chừng nào mới thôi, tức là chúng sanh còn mê hoài thế gian này, lo danh lợi, lo của tiền, lo thân, lo ăn, lo mặc, lo ở, lo hoài. Nhưng đối với đạo lý thì làm ngơ, đối với lời lành á, thì mắt lắp tai ngơ, không có lo tu hành, không có ý thức giác ngộ. Sống với con người á, trong gia đình thì không tròn hiếu thảo với cha mẹ, anh em, chồng, vợ không yêu thương nhau, không giúp đỡ nhau, sống với mọi người không trợ trưởng cho nhau. Đó, như vậy thì á, mình sống như vậy là mình còn mê, mà mê vậy chừng nào mới hết thôi, chừng nào mới hết mê. Vì cái đạo là cái lời ngọt ngào, là chân lý, từ cái kim ngôn của Đức Phật nói ra, của Đức Thầy viết ra, để chỉ dạy cho mình có cái lời nào nó ngọt hơn lời của Phật nói. Con người thế gian nói cái lời ngọt ít xíu hà quý vị à, mà cái lời của Phật là lời nào, mỗi lời đều là lời ngọt ngào hết. Vì sao? Vì đó là lời của đạo. Còn con người thế gian nói cái lời này hết lời kia, hết lời nọ, nói những cái lời không phải lời của đạo nên không có ngọt. Nói ra nó đắng cay, nó đau khổ. Có nhiều khi mình nói một lời không phải ngọt mà là đắng cay đó, làm cho người ta ngồi phải nhục nhã, phải mất mặt, mất mài, mất thể diện với người khác. Có nhiều khi những lời nói của mình nói lên, mình bảo thủ thể diện của mình mà mình chà đạp thể diện của người khác, làm cho kẻ khác khổ đau, đó là lời nói đắng cay, không phải lời nói ngọt ngào. Nhưng chúng ta nên hiểu công bằng một chút. Thể diện mình giữ, còn thể diện người khác mình để đâu? Mình chà đạp thể diện của người khác mình coi được không? Xứng đáng là một con người hay là không? Không được, làm vậy không được. Vì như vậy là lời nói không có ngọt. Vậy thì chỉ có lời nói của Phật mới là ngọt. Lúc nào lời nói của Phật nói lên là ngọt ngào, vì là kim ngôn mà, là vàng, miễn vàng. Tức là hãy nói ra là ngọt ngào. Từ cái lòng từ bi mà nói ra, từ là thương yêu mà nói, bi là cứu khổ mà nói. Vì lòng thương yêu mà nói dạy dỗ chúng sinh, vì lòng cứu khổ chúng sinh mà dạy dỗ chúng sanh. Không có chen lẫn trong cái đắng cay, không có chen lẫn trong cái nghẹn ngào, không có chen lẫn trong cái nhân ngã thị phi gì hết, mà trong đó rồng rặc là từ bi vì chúng sanh mà nói lên để dạy cho mình. Vậy thì ngọt bùi lời đạo thanh thao, cái chân lý nhiệm màu như vậy. Nếu đạo Phật thì hơn 2500 năm rồi, còn đạo Phật giáo Hòa Hảo là hơn 80 năm rồi. Tới bây giờ tu được chưa? Mình còn đeo mang danh lãi nữa không? Tức là mình còn mê nữa không? Đời còn mê mỗi chừng nào mới thôi, giờ mình tính chừng nào mới hết mê? Đó. Mình còn lo cuộc sống, còn chạy theo thế trần, còn mê ăn chơi bài bạc rượu trà. Những cái chân lý, những cái tốt đẹp, những cái quý giá mình thường ao ước nhưng mà là mình không chịu làm, thì mình có hưởng thụ được hay không? Hoàn toàn là không có được. Vì vậy nên lời giải Đức Thầy đó là ngọt bùi lời đạo thanh thao, đời còn mê muội chừng nào mới thôi. Hôm nay chúng ta nghe tới đây, chúng ta phải dừng tâm tư duy của mình, dừng tâm suy động của mình, dừng tâm lo danh lợi của mình lại, để chúng ta bình thản mà nghe từng lời giải của Đức Thầy trong giáo lý. Tức là để cái tâm yên lặng như tờ, coi ta nói câu nào bất chánh. Để tâm mình yên lặng đi, để nghe lời Đức Thầy dạy có phải là chân chánh hay không, có lời nào bất chánh không. Nếu không thì chúng ta phải tu ngay từ bây giờ đi. Vì đây là cái chân lý cần thiết, vì lúc nào cũng có cứu độ chúng sinh. Mà chúng ta sống trong cái cõi Ta Bà lại có Phật Thích Ca, có Đức Huỳnh Giáo Chủ, có các bậc xuất thế ra đời, mà chúng ta không hưởng thụ được cái lời ngọt ngào nào hết, chúng ta không có tu hành theo được chân lý những điều nào hết, thì coi chừng đi. Kiếp sống con người của mình sẽ gặp nhiều tai họa, sẽ gặp nhiều khổ đau, sẽ gặp biết bao nhiêu cái hoạn nạn mà không ai có thể cứu mình được, bởi vì mình không có nhân lành. Còn thứ hai, cái câu hỏi thứ hai đó là cái câu hỏi để cho đánh thức mình tỉnh lại. Câu hỏi thứ nhất là hỏi gì chân lý, mà câu hỏi thứ hai là hỏi gì cách bao quát chung, gồm là những cái chiến tranh tai họa, những cái chuyện nào mà xưa giờ mình chưa có, chứ kỳ thật ra có hết rồi, nhưng mà tại vì mình lo danh lợi cuộc sống nên mình để qua một bên. Bây giờ Đức Thầy hỏi cái nữa, lời xưa người cổ còn ghi, những việc lạ kỳ nay có hay chưa? Đánh lại một dấu hỏi coi. Đời Đức Thầy hỏi vậy đó. Vậy mình tu được chưa? Những việc lạ kỳ nay có hay chưa? Lời xưa tức là hồi lời cổ, là lời người xưa. Người cổ là người xưa,
cái ngôn lời nói của người xưa đó còn ghi, tức là còn chép lại trong sách vở. Lời xưa người cổ còn ghi những việc lạ kỳ nay có hay chưa, tức là những cái chuyện thế gian, bao nhiêu cái tai họa khổ sầu, bao nhiêu cái chuyện khốc liệt, ôi sau này biết bao nhiêu mà kể còn nhiều lắm. Nào là tai họa của thế giới gây ra, nào là con người tạo nên những cái chuyện kỳ bí lạ lùng, xưng hô, rồi khoe khoang, rồi mạo hình mạo dạng làm những cái mà nó không phù hợp với chân lý. Thì giờ Đức Thầy dài hỏi mình có hay chưa, những chuyện lạ kỳ nay có hay chưa. Thưa quý vị, nếu có chúng ta thừa nhận đề tu. Như vậy thì câu hỏi Đức Thầy dạy vậy đó, bây giờ mình hiểu được một cách cụ thể như cái trận bệnh dịch đó. Vậy giờ mình tu được chưa, hay là mình còn chần chờ, còn hẹn lần hẹn lửa cái gì nữa hay không? Thì đây là lý do để bắt đầu chúng ta đi vào cái đề chính qua cái chương trình tu hành. Bây giờ đọc văn cho quý vị nghe cái thảm họa của một kiếp con người ha, để rồi chúng ta thức tỉnh lại cuộc đời của mình, coi mình tu được hay chưa. Nguyên Nguyên Trực Chỉ chép như thế này: Phục hữu đa chủng, hoành tử chi khổ, bất năng bảo đa, hoặc ngã tử giả, đông tử giả, nghiêm diệt bức não nhi tử giả, ẩm thực quá độ nhi tử giả, dị tửu nhi tử giả, dị sắc nhi tử giả, dị tài nhi tử giả, dị khí nhi tử giả, quả phần nhi tử giả, thủy nịch nhi tử giả, sơn nhai thạch bích nhi ám tử giả, ốc đảo tường đồi nhi áp tử giả, gia tao kiếp tặc nhi sát tử giả, lộ phùng cường đạo nhi sát tử giả. Giải nghĩa thế này, lại có nhiều thứ khổ vì chết thình lình không thể giữ mạng được, hoặc chết đói, hoặc chết lạnh, hoặc chết vì đứt gân đứt ốc, hoặc chết vì ăn uống quá độ, hoặc chết vì rượu, hoặc chết vì sắc, hoặc chết vì của cải, hoặc chết vì nóng giận, hoặc chết vì lửa phỏng, hoặc chết chìm, hoặc chết vì núi đá lăn đè, hoặc chết vì nhà sập tường siêu, hoặc bị trộm vào nhà giết chết, hoặc bị đón đường giết chết. Đó là những cái thảm họa xảy ra một số, không nhiều, nói không nhiều, nhưng mà tai họa xảy ra cho con người không phải là ít. Cho nên Đức Thầy nói đó là lớp đau chết kể thôi vô số, nghĩa là cách đau đó là vô số cách đau, mà chết đó là vô số cách chết, chứ không phải là một cách đau một cách chết. Nên nói lớp đau chết kể thôi vô số. Như vậy thì qua một đoạn văn trên đó là chúng ta mới thấy được từng cái lời dạy ở đây á, chỉ cho mình thấy. Bởi vì con người đó không có sợ gì hơn là sợ chết. Cái sợ chết là sợ, rất là sợ. Nhưng mà làm lành thì không làm, tu thì không tu, thì không khỏi cái chết. Hoặc chết đói, tức là sống ở trên đời có người á, đói mà chết. Hoặc chết lạnh, tức là có những người sống trên đời bị tiết lạnh mà chết, như những vùng nơi nhiệt đới á, nơi lạnh lẽo nhiều đó. Những cái gì họ nói đều có hết á. Hoặc chết vì đứt gân ốc, nghĩa là con người bị cái như thế nào đó, hay mình nói ví dụ vậy. Con người thì có bộ gân ốc mà để nuôi dưỡng thân con người, nhưng mà khi mà bị cái tai nạn rồi đứt ngang thì cũng phải chết. Hoặc chết vì ăn uống quá độ, có những người trúng thực mà chết, ăn quá chịu nổi chết. Hoặc chết vì rượu, có người uống rượu quá độ cũng phải chết nữa. Mỗi lần có cái chuyện mà tôi nghe mọi người kể lại là cái chuyện thật, nhưng mà lâu quá rồi giờ ở chỗ nào tôi không nhớ rõ. Nó có mấy anh em bạn á, kết bạn thân nhau, rồi hôm nọ buổi chiều đó đâu nhậu cũng 6-7 người đó, nhưng mà sau cùng còn có 3 người. Và trong số 3 người còn đó thì đồ thì nó hết rồi, phần còn lại đó thì nhậu với canh chua gì đó không biết, phần còn lại thì nước mắm mặn á, và ớt, rồi giấm, rồi rượu. Hả, thế nay dồn vô một tô vậy nè, rồi đố nào mà uống nào mà được đó thì coi như là chịu cái chầu rượu này, chịu hết. Quý vị nghĩ coi, uống rượu say quá rồi quên đi bản thân con người mình, thì đem nó uống vô rồi thì bắt đầu nó ra máu mũi, ra máu miệng, chở đi chưa tới bệnh viện là chết, cũng vì tai rượu. Mà cái rượu này không phải chết chỉ vậy đâu, chết nhiều lắm. Như chẳng hạn như là mình uống rượu nhiều, mình bị tai nạn giao thông mình chết cũng có, và có những người uống rượu nhiều rồi nằm ngoài đường ngoài đồng chết cũng có nữa. Nó đủ thứ kiểu chết. Nên ở đây người ta dạy mình để cho mình tu cho khỏi chết. Hoặc chết vì sắc, tức là con người chết vì sắc đẹp á, cái vụ này nhiều lắm nha,
chứ không phải ít. Ở đây không phải cái chi tiết để kể. Hoặc chết vì của cải, tức là giành giật tài sản nhau mà giết chết á. Hoặc chết vì nóng giận, tức là cái nóng giận cái tự nhiên nó đứt tim đứt não ở trong trống á, nó chết giận quá chịu không nổi. Hoặc chết vì lửa phỏng, bị lửa cũng mà chết. Hoặc chết chìm, tức là lặn dưới nước không biết lội chết luôn. Hoặc chết vì núi đá lăn đè, tức là lên trên núi hay xuống biển thì bị nước nhẫn chìm chết, mà lên núi thì bị đá lăn đè chết. Hoặc vì ở nhà thì nhà sập đè cũng phải chết. Rồi hoặc là bị trộm cướp để lấy của mình vào nhà giết mình chết. Hoặc bị cướp đoán đường giết chết. Thôi biết bao nhiêu cái chết mà kể. Vậy thì ở đây thưa với quý vị kính mến, vậy mình tu được chưa? Cái khổ như vậy người xưa cho mình thấy, vậy đó mình tu được chưa? Thì cái tâm lý chung là mình sợ chết, mình ráng tu đi để mình thoát khỏi cái đó. Nói nhiều lắm, nhiều lắm nói không có hết được. Ở đây chúng tôi chỉ dẫn ra một hoặc hai vấn đề để chúng ta thấy, rồi chúng ta nghe lời dạy Đức Thầy, tức là lời xưa người cổ còn ghi á, những việc lạ kỳ này có hay chưa. Nếu xác nhận có thì chúng ta cứ tu đi, xác nhận có chúng ta cứ tu đi, theo lời Phật dạy mình cố gắng tu hành làm lành rồi Phật sẽ cứu độ mình. Còn nữa, trúng phong nhi tử giả, sản nạn nhi tử giả, cứu trường sa nhi cấp tử giả, trịch quả thạch nhi ngộ tử giả, thượng cao nhi trật tử giả, kinh bố nhiêu tử giả, cầu danh bất toại nhi tử giả, mưu lợi bất đắc nhi tử giả, tự nải thích dẫn nhi tử giả, tự đầu thủy quả nhi tử giả, phục hữu đa chủng nhi bất năng tận thuật. Giải nghĩa thế này nè, trúng gió mà chết, sanh khó mà chết. Với những người mẹ sinh con đó, sinh khó khi sinh con ra rồi đó, thì con còn mà mẹ vĩnh biệt rồi. Rồi đau thắt ruột mà chết, ở trong cơ thể con người mình nó có ngũ tạng lục phủ, đau cái nào nó cũng phải chết hết á. Rồi bị gạch đá ném lầm mà chết, nghĩa là những cái người nhiều khi cái duyên kiếp đời trước hay sao đó, mà đời này hay sao mà bị cái quả do người ta ném lầm đá đất cũng chết nữa. Rồi trèo cao chật chân té xuống chết, tức là lên cây té xuống cũng chết rồi, đủ cách. Rồi sợ hãi lo rầu mà chết, những cái sợ mà lo ví dụ tai nạn, hoặc là sợ vì nhà cửa mình nó quá đầy những cái khổ đau bức bách, sợ không nổi giết đứt gan rứt ruột mà chết. Rồi cầu danh không được mà chết, con người muốn danh là muốn hơn tất cả nhưng muốn không được rồi cuối cùng chết. Mưu lợi không được mà chết, bởi vì Đức Thầy nói là người ta quyên sinh vì tình yêu, vì lợi quyền, vì thất trận, tức là ba cái món danh lợi tình, quyên sinh là tự dẫn đó. Thắt cổ mà chết là cái tự dẫn đó, nghĩa là vì tình yêu là tình, mà vì lợi quyền là lợi, vì thất trận là danh, tức là mất danh, mất lợi, mất tình mà chết, chết tới cỡ đó đó. Treo cổ, cắt cổ mà chết, lao xuống nước, nhảy xuống lửa mà chết, lại còn có nhiều thứ không thể kể hết, nhiều thứ chết không thể kể hết. Thì tóm lại biết bao nhiêu cách để mà nói, Đức Thầy nói tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài, tham quyền, tham thế, những sự ấy xô đẩy con người vào biết bao cuộc chiến đấu ác liệt, gây nên những thảm họa tày trời, những tấn tuồng giặc giả cướp của sát nhân, những vụ hối lộ, những vụ tranh thế giành quyền đã làm cho nhân sinh đưa lưng trong dòng tai nạn khốc hại. Cái tham ấy đã làm con người phải đau buồn hận khổ, khóc đứng than ngồi, phải liều mình tự sát chỉ vì sợ muốn không được thực hiện. Thế ghê chứ. Vậy thì những chuyện lạ kỳ biết bao nhiêu mà kể quý vị ơi. Tất cả những cái đó nó chỉ là một phần nhỏ nào đó trong vấn đề kể trên thế giới thôi. Còn mình nói thí dụ như giờ tiểu tâm tai đó là đau bình tai, là chiến tranh giặc giả ra phải mới có đây, có từ xưa tới giờ. Nhưng mà vì con người chúng ta mấy chục năm nè, sống mấy chục năm, thì mấy chục năm nó tái diễn một lần, mình thấy một lần mình cho nó lạ. Chứ các bậc cổ nhân, phụ Bồ Tát, chư Phật, người ta thấy xưa tới giờ nó quen, quá quen rồi. Ta biết cái đó rồi, nó sẽ đến. Nó đến nhân loại nên ta ra đời, ta đem chân lý dạy để ta cứu mình ra khỏi cái đó mà thôi. Chiến tranh, rồi đau bệnh, rồi đói khát, tất cả những cái đó xưa giờ nó có hoài đó, chứ không phải mới có lần này đâu. Bây giờ nó sẽ tái diễn nữa. Thì thưa quý vị, qua cái nhận xét như thế trong cái tập 1 với cái đề tài tu được chưa, bây giờ mình tìm hiểu sơ lược một vài cái đoạn trong giáo lý. Đoạn 1 đó là ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Đây là cái văn này đó Đức Thầy viết trong cái bài Sứ Mạng. Mà bài Sứ Mạng tức là Đức Thầy viết ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, là cái ngày Đức Thầy ra đời, nhưng mà viết là năm 1942 tại Bạc Liêu. Thì ở đây đó Đức Thầy,
cái sứ mạng ra đời để dạy đạo chúng sinh, nhưng mà trước tiên thầy báo cho chúng sinh biết đó là cái thảm họa diễn ra nên Phật ra đời. Không phải báo cái thảm họa diễn ra để Phật bỏ chúng sinh, không phải báo cái thảm họa diễn ra để cho chúng sinh chết mà chư Phật Bồ Tát làm ngơ, mà là báo cái thảm họa diễn ra cho chúng sinh thức tỉnh tu hành đặng kịp chư Phật cứu độ mình. Đó là chư Phật có lòng từ bi mà báo cái thảm họa diễn ra từ năm Kỷ Mão 1939. Nên nói ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Vì thời cơ đã đến, tức là những cái hoàn cảnh, cái thời gian đã đến lúc. Đến lúc cái gì? Đến lúc là Thiên Đình định tội. Đó, Thiên Đình định tội, gọi là Lý Thiên Đình hoạch định. Thì khi định tội đó đó, tức là bằng cái thảm họa của thế gian, tức là cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Không biết cái thảm họa đó đó, Ngài nói là tràn lan, nhưng mà không biết đến cái chúng sanh bất cứ lúc nào và bất cứ cái hoàn cảnh nào hay là bất cứ cách gì, điều đó là mình chưa có biết. Hãy chờ xem những gì đã đến rồi chúng ta sẽ biết. Còn ở đây đó, cái đoạn văn chỉ nói căn bản cho chúng sanh biết là cái tai họa nó phải đến đó, nhưng mà không biết đến lúc nào như thế nào đó thôi. Thưa quý vị, chúng ta không nên hiểu rằng là những cái thảm họa đó đến bằng với thời gian ấn định, không nên ạ. Cái đó là không nên ạ. Tại vì mình không có biết đường ấn định. Phật nói có là có, nhưng mà đến chừng nào chúng ta không có biết được. Quý vị khẳng định như vậy đó thì e là không đúng với giáo lý, mà không chừng có lỗi với bề trên. Không nên như vậy. Phải xác nhận là văn thế nào chúng ta bàn thế ấy. Như bàn với cái tâm từ bi, bàn để nhắc nhở mọi người cùng tu cùng thoát khổ như mình. Chứ đừng có bàn rằng là thảm họa đến rồi muốn cho người ta phải chịu cảnh khổ chết chóc như vậy. Như vậy mình mất từ bi, người tu vậy nó sẽ mất đi từ bi, mất luôn cái đức hạnh của người tu. Cả cái tấm lòng đức hạnh, cái tấm lòng bên trong cái đức độ của mình nó cũng mất luôn. Thì nó uổng cho một kiếp người. Ở đây văn Đức Thầy viết lên như vậy, tức là vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Khi nghe rồi mình rất đau lòng, vì trong đó có mình. Mình đang ở cái cõi ta bà này mà, thì cuộc Thiên Đình hoạch định là trong đó có mình. Chúng ta tu hành tới đây chưa đủ đâu, chưa đủ để mà thoát khỏi thảm họa đâu. Đừng có tự hào quá, mà hãy luôn luôn lúc nào cũng khiêm nhượng, luôn luôn lúc nào cũng tôn trọng lời dạy của Phật của Thầy, luôn luôn lúc nào cũng lấy đức độ từ bi, lấy tình thương yêu mọi người, giúp đỡ mọi người để cùng sống, nhắc nhở chân lý với mọi người cùng tu, để chúng ta có một cảnh sống mới ở chỗ ăn vui, ăn nhàn hơn. Chứ chúng ta tu chưa có đủ tiêu chuẩn để vượt khỏi thảm họa đâu. Đừng có nói rằng là thảm họa đến như kẻ chưa tu rồi mình thoát khỏi, không đâu có chừng. Mình bàn vậy rồi sợ e lầm với giáo lý Thầy, không phải vậy. Ở đây sách Minh Tâm chép thế này nè: hành tàng hư thật tự gia tri, quả phước nhân do cánh vấn thì, thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chỉ tranh lai tảo giữ lai trì. Nghĩa là việc làm hư thật tự mình hay, quả phước do ta chớ hỏi ai, thiện ác chung quy đều báo ứng, nếu không đến sớm mắt là chày. Bởi vì đó, coi chừng người ta đó là cái nhân ác nhiều thì cái quả nó đến sớm, mình thì cái nhân ác ít nhưng mà cái quả nó cũng đến trễ. Bởi vì còn trong cõi ta bà, tức là còn chung chịu khổ đau, chung chịu khổ đau. Cho nên Thầy nói ta bà khổ, ta bà lắm khổ, hay là đến ngày trả quả âm mày biết bao. Thì do đó mà cái sự ý thức giác ngộ nhận định của một con người của mình, chúng ta phải nhận định cho nó rõ. Đức Thầy viết là cơ thâm thì quả diệt thâm. Nào trong sách sử có làm ở đâu? Cái cuộc nguy cơ mà nó càng thâm sâu chừng nào thì tai họa tiêu diệt lại càng thâm sâu hơn chừng ấy. Lý do là lòng người gây ra từ những cái tâm tham, tâm sân, tâm si, mà nó dậy lên biết bao nhiêu cuộc thảm họa cho nhân loại, cũng tại mình không, cũng tất cả là tại mình không. Bây giờ đổi lại cái tâm bố thí, đổi lại cái tâm nhẫn nhục, đổi lại cái tâm trí tuệ, để mình sống hạnh phúc, an vui, mình và mọi người cùng sống, cùng thụ hưởng một cảnh đời tốt đẹp hơn. Như vậy thì có sự xác định, nhận định như vậy thì hỏi lại coi mình tu được hay là chưa. Giờ đoạn 2: Thiên Tào đã xác định khắp chúng sanh trong thế giới, trong cái buổi hạ nguyên này, say mê vật dục, chìm đắm trong biển lợi danh, gây nên nghiệp quả luật trời để trị tội. Đó là cái đoạn 2 trong bài Sứ Mạng. Thì thưa với quý vị, Thiên Tào xác định, tức là ta thấy hết rồi đó, ta phán xét hết rồi đó, ta quyết định rồi đó, ta xem xét rõ ràng mọi việc ta mới làm. Ta không phải như mình thấy ẩu nói ẩu đâu, không phải làm ẩu nữa, mà người ta đã thấy biết rõ ràng như thế nào và người ta phải làm như thế nào. Chứ không phải là chuyện mà không ngơ,
không phải là cái chuyện dự đoán, đoán mò, nó không phải vậy. Vậy thì thiên tào để xác định cái gì? Xác định là khắp chúng sanh trong thế giới, trong cái buổi hạ quan này, mục đích chung là say mê vật dục, là chìm đắm trong biển lợi danh, là gây nên nghiệp quả. Đó là ba cái mà thiên tào xác định. Một là say mê vật dục, hai là chìm đắm trong biển lợi danh, và ba là gây nên nghiệp quả. Đây là ba cái tội lớn của chúng sinh mà thiên tào phải trị tội, tức là lực trời đời trị tội. Thì bây giờ đó mình đổi lại, mình say mê vật dục nữa chưa? Mình say mê vật dục đấy. Vật dục tức là cái lòng tham muốn vật chất trên đời này. Thấy gì mình tham chứ, không có thấy gì mà không tham. Nhưng mà tham rồi có cái gì tồn tại? Không có gì tồn tại hết. Vậy thì hôm nay đó chúng ta là người thức tỉnh. Như mình đã đọc, đọc lại: ngọt bùi lời đạo thanh thao, đời còn mê muội chừng nào mới thôi. Vậy thì say mê vật dục đấy làm gì nữa? Rồi mình cuối cùng mình khổ, ai khổ nè? Nếu mình say mê vật chất mình khổ, ai khổ? Kiếp con người mình rồi sẽ ra sao? Sống chết như thế nào? Mình chưa dự đoán mình được. Thì mình biết cái gì trước nữa? Chỉ có Phật Bồ Tát biết đi dạy chỉ cho mình. Thì mình cứ nghe đi, mình cứ tin đi, mình cứ tu đi. Rồi sau này mình sẽ thấy những cái an vui nhiệm màu đó. Lúc đó mình lại các ngài mà đền ơn không hết. Rồi say mê vật dục rồi thì u mê tâm tối, chìm đắm trong biển lợi danh. Tối ngày, ngày rồi đêm, đêm rồi ngày, đêm qua ngày đến, rồi ngày qua đêm đến, cứ nhiều ra đầu óc cứ danh lợi, lợi danh, danh lợi, lợi danh, danh lợi tình hoài có nhiều đó. Chứ không gì lạ chứ. Hổ tham chẳng bao giờ phủ liếp, tánh tham danh, tham tắc, tham tánh tham danh, tham sắc, tham tài. Ba điều tham thiên hạ đang sai, đa số khách trần ai đều bị. Nếu không trị được lòng ích kỷ thì chứng tham khó trị cho lành, hễ tham danh thì khổ vì danh. Chữ danh nó gần bên tài sắc, danh có được sắc tài liền bắt, tài có thì danh sắc nối theo, sắc có thì danh lợi nó đeo, danh tài sắc ba điều dính líu. Dướng một cái cả ba cái níu, ngã bên nào cũng chịu khổ sầu, vượt ra ngoài có mấy ai đâu, rơi vào đó biết bao nhiêu kẻ. Như vậy thì mình thấy cứ tối ngày cứ chìm đắm trong biển lợi danh không mà thảm họa đến không hay. Rồi lực thiên đình xét định rồi cũng không hay. Rồi lực trời trị tội sắp tới rồi cũng không hay, không biết gì. Chỉ là chìm đắm đầu óc trong danh lợi ngày ngày đêm đêm, mặc tình cho thế gian như thế nào cũng được. Nhưng quý vị nghĩ thử xem, một cái mà chúng ta nhìn cụ thể từ xưa vạn cổ cho tới bây giờ, có người nào khi nhắm mắt mà đem theo được cái gì đâu? Và có người nào tồn tại vĩnh viễn không chết đâu? Vậy thì khi chúng ta biết như vậy thì cái luật trời sắp trị tội, chúng ta phải thức tỉnh lại. Chúng ta phải thức tỉnh lại, đừng có chìm đắm trong biển lợi danh đó. Vì nó là cái tai họa, là chất độc để giết chết con người. Nói như vậy không phải chúng ta không làm ăn, chúng ta vẫn làm ăn, vì có làm ăn mới có sống. Nhưng mà chúng ta không có nên đeo mang danh lợi, vì có danh lợi là mưu mô xảo trá ở trong đó. Cách làm ăn, cách sống của người đời, người đạo cũng đều có là cách làm ăn, cách sống hết. Nhưng mà làm ăn để sống thì được, là càng làm ăn càng để sống chừng nào thì cái phước nó càng có nhiều. Còn nếu mưu mô danh lợi thì cái phước nó giảm, cái quả nó đến. Đó mà chính vì vậy cho nên nó gây nên nghiệp quả, tức là cái thứ ba. Hãy chìm đắm danh lợi rồi lo làm ăn giết thì thành cái nghiệp lớn, gọi là gây nên nghiệp quả. Cái nghiệp đến thì quả đến, mà nghiệp đến quả đến rồi thì luật trời trị tội, trốn đâu khỏi. Rồi cuối cùng cũng phải chịu luật thiên đình xem xét rồi phán định cho mình thôi. Tại lúc đó mình phải đành bó tay thúc thủ, cúi đầu nhận tội chứ không có cách nào khác. Chúng sanh ngang ngược làm liều, Ngọc Hoàng thì muốn xử tiêu với rồi. Bây giờ tới cái đoạn 3. Thế gian ít kẻ làm hiền, nhiều người tàn bạo làm phiền quá công. Thế gian chuyện có nói không, đến hội mê rồng thân chẳng toàn thay. Việc đời đến lúc cấn gai mà cũng tối ngày nói xéo nói xiên. Dương trần tội ác liên miên, sao xuống quỳnh tiền địa ngục khó ra. Ở đây ta nhận định sơ lược thế này: thế gian ít kẻ làm hiền. Từ ngày Đức Thầy ra đời năm 1939 á, thế gian là nói chung được mấy người tu, làm hiền là tu á, thế gian ít kẻ làm hiền. Chứ phải chi nói Việt Nam ít kẻ làm hiền á, thì mình còn nhận định nó có nhiều cái người làm hiền, phải không? Còn này thầy nói thế gian là nói hết trơn thế giới luôn rồi. Nói hết trơn thế giới trần gian này luôn rồi. Thế giới trần gian gọi nói tắt là thế gian. Vậy thì nói thế gian ít kẻ làm hiền, về thế giới này không có người tu, không bao nhiêu người tu chứ. Mà cái người nào nhiều? Cái người là nhiều người tàn bạo người đó nhiều đó. Nhiều người tàn bạo làm phiền quá công. Làm hiền ít thì làm ác nhiều chứ sao giờ đó có gì lạ.
Con người sống trên đời không có làm hiền hay làm ác hả? Chứ không gì lạ chứ. Vậy thì làm hiền ít, tức là người tu ít thì người ác nhiều. Nhiều người tàn bạo. Nhưng từ tàn bạo rồi quá xá. Đức Thầy diễn tả vô đây là quá xá. Tàn bạo tức là cái người hung tàn bạo ngược, không thể kể hết được. Bất cứ hoàn cảnh nào cũng hung tàn bạo ngược. Thậm chí đến cha mẹ, đến anh em, đến chồng vợ, đến mọi người, mình đều lấy cái tánh hung tàn bạo ngược đó mình đối xử với mọi người, đối xử với mọi vật. Không có chút nào lòng thương yêu, không có chút nào mà ngượng ngùng với cái tính tàn bạo của mình hết. Đem nó ra để sống, mà không sống với cái tính tốt đẹp của một con người. Thì cái người tàn bạo như vậy là làm phiền quá công. Làm phiền quá công tức là làm phiền lòng tới cái tạo hóa. Hay nói chung là Đức Ngọc Đế đây nói vậy đi. Mình làm phiền lòng tới con người đó, con người chưa có tha mình được. Còn nếu mình làm phiền lòng tới Đức Ngọc Đế thì coi chừng. Bởi vì Thầy nói là ta dừng tay chờ đợi lệnh thiên Đức Ngọc Đế xử phân cho chúng. Coi chừng. Giữa con người phiền lòng với con người còn có thể tha thứ được. Tôi phạm lỗi với anh, thì hôm nay tôi biết lỗi, tôi đợi lại đây tôi xin anh tha thứ giùm, thì con có thể cảm thông được. Mà mình là con người ở dưới mặt đất, đi lên một cách mặt đất một thước chưa đi được. Hà huống chi mà mình phạm tội tới lực thiên đình, mình có đi lên trển mình xin tội với các ngài được không? Mà khi các ngài đã xét định rồi mình trốn khỏi không? Lúc trời đã chỉ tội đã trốn khỏi. Vậy thì mình nếu mình làm tàn bạo là làm phiền lòng các ngài. Mà nếu mình làm hiền lương tức là mình vui, làm vui lòng các ngài. Thì làm cái gì cho người ta vui lòng mình cứ làm. Còn làm gì cho người ta phiền phức tâm hồn của ta đừng có làm. Con người thế gian cũng vậy. Nếu mình làm cho người ta phiền lòng là mình không nên làm. Vì nếu người ta phiền lòng là có ngài quả đến mình đó. Còn nếu mình làm cho người ta vui lòng là mình nên làm. Vì nếu làm cho người ta vui lòng có ngài phước đến mình. Vậy ha. Mình làm phiền lòng thì mình gặp quả. Mà làm mình làm vui lòng là gặp phước. Như vậy chúng ta hãy làm vui lòng người khác. Hãy làm vui lòng quá công. Đừng có làm phiền lòng quá công. Sau này nó khổ lắm. Làm sao? Thế gian chuyện có nói không. Cái này là cái mà quá công phiền lòng nhất. Con người cái gì mà ăn nói kỳ cục. Có thì nói có, không nói không. Chuyện có là nói không, chuyện không nói có. Nói vậy mà không phiền lòng sao được. Có một đứa con ở trong nhà nói dốc nói láo với cha mẹ, cha mẹ còn bức xúc, còn gầy la, còn đánh đập. Định thử coi, lượng thử coi, cái luật nhân quả tạo quá như vậy, quá công như vậy, có tha thứ tội lỗi cho mình được hay là không? Tha thứ tội lỗi cho mình được hay không? Cái có thì nói có, thấy sao nói y vậy đi. Còn không thì nói không. Người ta không có lỗi, mình nói có lỗi. Người ta có lỗi, mình nói không có lỗi. Mình có lỗi thì mình nói không có lỗi. Người ta không có lỗi, mình nói có lỗi. Cái đó là có nói không, không nói có. Phạm vào tội giọng ngữ, một trong bốn tội ác của cái miệng. Vậy thì thế gian chuyện có nói không, đó là làm phiền quá công. Nói như vậy thì cái luật thiên đình ta cấm, không cho mình nói vậy. Đạo Phật cũng cấm, không cho mình nói vậy nữa. Mà mình cãi lời của Đạo Phật, cãi lời luật thiên đình, mình nói kiểu đó thì đến hội mây rồng thân chẳng toàn thay. Ráng mà chịu, đừng có trách. Tại mình nói không đúng, mình làm không đúng thì khổ quả đến với mình, không có trốn đâu cho thoát được hết trơn. Nhiệt đời đến lúc cấn gai. Cấn gây gây cấn rồi. Bên này gây cấn bên kia, chỗ này gây cấn chỗ nọ. Thế gian gây cấn đến con người gây cấn đến thế gian, nó đã đến lúc rồi. Ở đây nó đến lúc mà. Diệt đời đến lúc cấn gây thì nó diệt đời cái gì nó cấn gây chứ. Đây nha, văn tự mình nghe cho rõ nha, diệt đời đến lúc cấn gây chứ không phải diệt đạo nha. Nói cho rõ, văn vậy mình phải nói vậy mới được. Đừng đem cái đạo nữa cấn gây là không phải. Vì cái đạo lúc nào cũng suôn sẻ, nó không có gây cấn. Mà chỉ có cái đời gây cấn. Tranh danh đoạt lợi sát phạt lẫn nhau. Giành quyền, giành chức sát phạt lẫn nhau. Giành ăn, giành mặc, giành nhà cửa, ruộng vườn. Thậm chí cũng hiếm lúc con còn giết mẹ. Giành của tiền cốt nhục giết nhau. Đây là gây cấn. Đây là gây cấn. Thì chính do con người mình tạo ra chứ không đâu hết á. Nên nói là diệt đời đến lúc cấn gây. Hờm sẵn hết rồi. Thảm họa thế giới bên ngoài cũng hờm sẵn hết rồi. Lầm người gặp nhau cũng hờm sẵn hết rồi. Để chi vậy? Để tạo cái khổ cho nhau á. Có nên làm gì không? Không. Phải thương yêu nhau. Phải ghi cuộc hòa bình cho giảng bức chư ban mới phải. Còn nếu mình làm như vậy tức là nhân loại khổ chung, thì mình không tài cán gì đâu, mình cũng cùng chung với họ. Vậy đó mà cũng tối ngày nói xéo nói xiên. Khổ tới nơi rồi mà lo nói này nói kia, mà châm biếm người ta hoài à, mà không lo tu. Mà nói xéo nói xiên có lợi thì cho mình đâu. Nói xéo nói xiên là không nói ngay thẳng, không nói chân thật. Giống như là cái tội lưỡng thiệt. Giống như là tội mà ỷ ngôn, nói xéo nói xiên là vậy đó. Giống như tội ác khẩu. Thì bây giờ đó mình nói xéo nói xiên là nó không nói nghe thật, không nói cái nghe thẳng trung thật, mà có lợi gì cho mình. Người ta vậy đó mình nói kiểu khác, người ta kiểu này mình nói kiểu kia. Mà cũng tại cái miệng mình không à. Tại miệng mình không. Xưa Đức Thánh luận bàn cái lưỡi, ngài nói rằng các việc tại mày,
thuận với hòa, hay ghét với rầy, cũng cái lưỡi làm thầy các việc, cũng tại cái miệng mình không, mà cái lưỡi mình không, mà nó gây nên thảm họa như cỡ đó rồi đó. Thì dương trần tội ác liên miên chết rồi, chết, chỗ này là chết. Từ cái chỗ mà ít kẻ làm hiền nè, từ chỗ chuyện có nói không nè, rồi cái từ chỗ mà nói xéo nói xiên nè, ba cái đó thôi là biết bao nhiêu tội, gọi là dương trần tội ác liên miên. Ngày nào cũng phạm ba cái đó hết thì ngày nào cũng biết bao nhiêu tội cho con người của mình, gọi là dương trần tội ác liên miên. Tội ác liên miên tức là tội ác dính liền hoài, hết cái này tới cái kia, hết kia tới nọ, nó dính nhau hoài không cách rời được. Tức là con người không có nói lời chân lý, con người không có nói lời phải, lời tốt, lời lành, mà toàn là nói lời quái ác, toàn là làm ác nè, toàn là nói có nói, chuyện có nói không, chuyện không nói có nè, nha, rồi toàn là nói xéo nói xiên, thì không phải tội ác sao được. Mà khi con người tạo nên tội ác rồi đó, thì cái hậu quả sau này đó là sao xuống quỳnh tiền địa ngục có ra. Tức là cái thảm quả con người sau này xuống địa ngục đó, do nên cái miệng mình làm nên tội mà cái thân phải bị đọa lạc khổ đau như vậy đó quý vị, ghê lắm. Thầy nói đó, thiên hoàng mở cửa các lân, địa hoàng cũng mở mấy từng ngục môn, 10 cửa xem thấy ghê hồn cho trần coi thử có mà hay không. Mình đừng nghĩ không có nghe, tại mình không thấy, chứ không phải là không có đâu, có hết trơn à. Bây giờ tới đoạn 4, đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trong các nước thay nằm bằng non, cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn tại gia. Từ ngày Đức Thầy ra đời năm 1939, mà đây là ở trong quyển nhất, và quyển nhất Đức Thầy cũng viết năm 1939, mà Thầy báo là đời cùng đó. Bởi vì quyển nhất đầu tiên là Thầy nói Hạ Quan này đã hết đời là đời cùng rồi. Như vậy thì ở đây cái đoạn 4 này, qua 4 câu này mình nhận xét được đó, là đời cùng còn chẳng mấy năm, Thầy nói cùng rồi đó, nhưng mà còn không có mấy năm nữa cùng, chứ không phải là cùng ngay từ năm 39. Nếu cùng ngay từ năm 39 thì giải đạo chi nữa, khai đạo chi nữa, ta từ dân sắc lĩnh Thế Tôn khắp hải giới truyền khai đạo pháp đi làm cái gì. Vậy thì đời cùng, nhưng mà còn mấy năm nữa mới cùng. Mấy năm là mấy năm của Phật nha, mấy năm của Phật, mấy năm của Thầy nói đó, nhưng mà đối với mình không biết bao nhiêu năm, không biết bao nhiêu năm. Nhưng mà ở đây mình nói gì nè, ngay nếu chúng ta nhận xét lại từ năm 1939, tức là năm Kỷ Mão, thì qua na đến năm 40-45 là 5 năm trường, đó là đệ nhị thế chiến. Thì những cái tai họa, những cái khổ đau của con người đó là diễn tả trong cái màn này tới đó nha. Còn cái kỳ mà đệ tam thế chiến thì Đức Thầy lại viết rộng ở trong giáo lý, mình chưa xác định được. Ở đây chúng ta đi xác định ngay đoạn văn này. Vậy thì đời cùng còn chẳng mấy năm, tức là nó cái thảm họa đến con người còn không bao lâu nữa. Thì giờ Phật giáo hảo 82 năm rồi đó, năm nay là 83 năm rồi đó, năm nay là năm 22 rồi, tức là 83 năm rồi. Thì mình cứ nghe đây để mình suy nghiệm, để chúng ta cố gắng lo tu. Như vậy tu được chưa? Nghe như vậy tu được chưa? Hay là mình còn hẹn gì nữa không? Còn chần chờ gì nữa không? Cứ mà muốn tu còn đợi chiều mai hoài sao được? Khuyên người rằng sớm thì xài lâu hơn chứ. Rồi mấy năm đó rồi sao đó? Trong mấy năm đó, qua mấy năm đó rồi sao? Qua mấy năm đó là khắp trong các nước thay nằm bằng non, tức là cái thay chất như núi, thay chất như núi, gọi là xương chất bằng núi mà máu chảy thành sông. Khắp trong các nước thay nằm bằng non. Nói vậy là nó nói tổng quát hết, không cần phải chi tiết nữa. Văn viết gọn, nói gọn vậy đủ hiểu rồi, không cần phải nói nhiều. Mà nói trong gia đình thì trong gia đình nó có hai mặt quan trọng để nói thôi. Nó có nhiều. Trong gia đình á, mặt quan trọng thứ nhất là cha mẹ với con cái. Trong gia đình mặt quan trọng thứ hai á là chồng vợ, vậy thôi. Tại vì tuy rằng là anh em là cốt nhục thiệt, nhưng mà anh thứ hai rồi vẫn phải có vợ, hay chị thứ ba phải có chồng. Thì cuối cùng là anh em, nhưng mà cái sống chung á, lo tương lai chung đó là chồng vợ. Cho nên nói hai mặt tổng quát là đủ rồi. Vì nói cha thì chẳng thấy mặt con, tức là cha mẹ con cái lúc này phải cách rời nhau, là tại vì á, thay nằm bằng non rồi, biết đường đâu nữa mà thấy mặt ha. Rồi vợ thì chồng chẳng được còn tại gia, tức là chồng vợ không còn, chồng không có ở nhà ha, hoặc vợ không có ở nhà, chồng vợ đều chia lìa nhau, nhà cửa tan nát hết. Đây là cái câu Đức Thầy tiên tri trong giáo lý ha. Nhưng mà hoàn cảnh đến là mình không biết lúc nào, vậy thôi. Mình chỉ nói lời Đức Thầy thôi chứ mình không có biết cái hoàn cảnh đến. Nhưng mà mình hãy để xem con số nơi xa sổ ra sao rồi mình biết. Đó, đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ nấm non. Như vậy thì ở đây chúng ta nên hiểu rằng đời cùng còn chẳng mấy năm, tức là Đức Thầy nói từ năm Kỷ Mão 1939, nhưng bây giờ là mấy mươi năm rồi đó. Thì cái thảm họa đến với con người là khắp trong các nước thay nằm bằng non. Và dịch cái người ở thế gian đó là
cha mẹ con cái không thấy mặt nhau, tức là cha thì chẳng thấy mặt con, chồng vợ không còn sống chung trong gia đình nữa, gọi là vợ thì chồng chẳng được còn tại gia, tức là vợ chồng đều phải chia lìa, phải cách biệt mà không ai biết với ai, không ai tìm với ai, thậm chí chết luôn không còn nhìn mặt được nhau nữa. Bây giờ đã tới cái đoạn 5, tức là đoạn sau cùng. Ai mà biết đặng ngày mai, ngày nay yên tĩnh, ngày mai thảm sầu. Từ rài gặp cảnh buồn rầu, cho người tàn bạo cứng đầu khinh khi. Dương trần nay đáng sầu bi, nên điên mới nói chuyện đi tỏ tường. Đó, 6 câu vậy thôi. Ai mà biết đặng ngày mai. Ngày mai đó, mình nói có hai mặt. Một là ngày mai của thế giới, hai là ngày mai của con người. Ngày mai của thế giới thì cái luật của thế giới là thành trụ hoại không, mình không biết như thế nào, sự chuyển biến của thế giới như thế nào mình không có biết được. Còn ngày mai của con người đó là tai họa đến làm sao, tai nạn làm sao, chết chóc làm sao, bệnh đau làm sao, mình cũng không biết được ngày mai. Sự thật nói đó, Đức Thầy nói ngày mai là nói dài, chứ mình nói một tiếng đồng hồ nữa nó tới mình chưa biết nữa kìa, chứ đừng nói tới là ngày mai. Vậy thì ai mà biết đặng ngày mai, không có người nào biết ngày mai, chỉ có ngày nay thôi. Thì chỉ có ngày nay thì lo tu ngày nay đi, vậy tu được chưa? Chứ nếu mình để tới ngày mai mới tu coi chừng coi chừng không có được. Muốn tu còn đợi chiều mai đó, không có được. Mai biết ra làm sao? Mai biết sống còn không? Cái câu chuyện ngày xưa có một cái vị đến với Đức Thầy, lúc Đức Thầy ở Hòa Hảo. Cái bữa đó là nhằm ngày 23, mà Đức Thầy đang ở tổ đình đó, buổi tối đó cũng có thuyết pháp cho một số tín đồ. Cái vị này lên đến nghe danh Đức Thầy đến để mà quy y. Khi nghe Đức Thầy nói đạo xong xuôi rồi đó, thì ông nói thôi bữa nay 23 xấu lắm á, để ngày mai 24 hay quy y với thầy. Thầy kêu ông bữa nay quy y đi. Ông nói thôi đi thầy, để ngày mai con hãy làm lễ quy y. Thầy nói ông quy y bữa nay đi, đừng để ngày mai. Thầy không nói thêm nữa. Nhưng mà lấy quay rồi bữa 23 đó ông không chịu quy y. Tối lại sáng 24 là ông chết rồi đó. Quý vị nghĩ coi có biết được ngày mai không? Mà thầy biết đó, thầy biết như vậy là biết ngày mai ông chết đó, thầy kêu quy y mà ông cãi lời thầy. Như vậy thì thưa chứ quý vị, nội và ngoại quốc, mình cãi lại Đức Thầy mình nhắm sống được không nè? Mình nhắm mình tồn tại được không? Mình nhắm mình ăn vui được không nè? Thì ở đây thầy nói là ai mà biết là ngày mai? Ngày mai biết thì sao? Thế giới thì sao? Con người thì sao? Tai họa sẽ đến sao ai biết được? Có rất nhiều người bị bệnh tai biến về não, về tim, đột quỵ. Rồi nhiều khi chiều nay đó rồi sáng mai đi rồi, sáng mai chết rồi. Chồng vợ nằm kế bên mà chồng chết vợ chưa hay nữa mà gần đây có nè. Vậy thì ngày mai là sao? Ngày mai là ngày gì? Bữa nay là ngày gì? Mà giờ này chưa chịu tu. Như vậy tu được chưa hay là mình còn chờ đợi nữa? Là gì? Ngày nay yên tĩnh, ngày mai thảm sầu. Bữa nay yên tĩnh tu được rồi, tu đi. Để ngày mai thảm sầu làm sao mà tu? Phải không? Như vậy mà bữa nay yên tĩnh là bữa nay quá ngon rồi. Tu được ngày nay. Sáng ăn được bữa ăn chay. Sáng cúng lại được một thời. Sáng niệm Phật được một thời. Trưa đi làm từ thiện được một giờ, hai giờ, ba giờ. Chiều được một bữa ăn chay. Chiều được một thời cúng lại. Chiều được một thời niệm Phật. Chiều đọc được một trang giảng, ngày mai chết. Thể ruột. Gọi là triêu văn đạo tịch tử khả hỷ. Tức là sáng nghe đạo chiều chết cũng vui. Bữa nay nghe đạo mai chết cũng vui. Vậy thì chúng ta không nên chờ, ngày mai không nên chờ được. Tại sao? Là vì ngày mai thảm sầu chờ cái gì? Chờ thảm sầu với chờ cái gì? Bây giờ muốn tu là bữa nay yên tĩnh dễ tu cứ tu. Còn ngày mai thảm sầu tu không có được. Thảm sầu là tai họa nó đến với mình. Lo chết không mà tu cái gì? Do đó mà thầy nói đó, nói rõ lắm. Tại mình không có hiểu rõ cái gì ơi. Rồi tới nữa nè, không phải ngày mai đâu. Mà thầy nói luôn, từ rài gặp cảnh buồn rầu. Từ rài từ là từ đây sắp đến á. Không có lúc nào, không có lúc nào mà yên vui chứ á. Đâu có còn cơ nào hoặc cơ hội nào yên vui nữa đâu. Từ rài gặp cảnh buồn rầu mà. Chứ đâu phải từ rài mà gặp cảnh ăn vui đâu. Phải không? Vậy thì ngày mai là thảm sầu rồi. Mà từ đây sắp tới là buồn rầu không, không có lúc nào vui nữa. Nghe tới đây không tu chừng nào mới tu. Nghe tới đây tu được chưa hay còn hẹn nữa đây. Đó. Cho người tàn bạo cứng đầu khinh khi. Người tàn bạo họ không có tin. Họ khinh khi ông đó nói dốc, nói láo, nói không có chuyện vô dơ. Nhưng tới đi rồi biết. Tới đi rồi biết. Tới đó thử coi có hay không được biết liền hả? Dương trần nay đáng sầu bi. Nay là kể từ hôm nay. Nay, nếu mình nói đó là nói ghi từ năm 39, nói ghi từ cái ngày 10, cái ngày cái khoảng tháng 9 năm Kỷ Mão Đức Thầy viết cái quyển nhất này. Nay nói ngay từ bây giờ cũng là nay. Chứ không phải chữ nay có một nghĩa. Vậy thì dương trần nay đáng sầu bi. Rõ ràng từ năm Kỷ Mão Đức Thầy ra đời là bắt đầu thảm họa diễn biến tới hoài cho tới bây giờ càng ngày càng nhiều. Vậy thì cái câu từ rài gặp cảnh buồn rầu nó quá phải rồi.
cho nên bây giờ tu không có hẹn nữa. Nên duyên mới nói chuyện đi, tỏ tường nói cho mình tu những cái thảm họa đó, tai họa đó, khổ đau đó, nói cho mình tu. Đừng ham nói đắng nói cay, cay đắng sau này đau đớn sầu bi tới đừng có chấp. Thì bây giờ muốn thoát khỏi cái thảm họa đó, chúng ta tu. Chúng ta không có hẹn nữa. Như vậy tu được chưa? Thưa chư quý vị kính mến, thì thôi, với cái đề tài tu được chưa, tập 1, mình tìm hiểu tới đây như vậy đã được rồi. Không cần phải nói nhiều. Bây giờ đó là người nào cũng gọi, cũng hiểu biết hết trơn á. Tôi thường dùng danh từ là dân trí, tức là người dân, người nào cũng có cái trí để hiểu. Đời khổ mình hiểu, làm ăn kinh doanh thành công mình hiểu, làm ăn kinh doanh thất bại mình hiểu, con người mạnh giỏi mình cũng hiểu, đau bệnh cũng hiểu, sống mình cũng hiểu, chết mình cũng hiểu, no đói mình cũng hiểu, rồi thảm họa như thế nào đó mình hiểu hết trơn rồi. Thì bây giờ tu hay chưa mà thôi, tu hay chưa mà thôi, không cần phải nói nhiều, không cần phải chi tiết dông dài nữa. Thì thưa với quý vị, hôm nào đó có dịp có nhân duyên, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu cái tập 2 với cái đề tài tu được chưa. Còn hôm nay tôi cùng quý vị suy nghiệm lại những đoạn văn Đức Thầy đã viết để chúng ta cố gắng lo tu hành. Vì ngày mai không có được cái hẹn ngày mai nữa. Không có người nào có ngày mai cả. Cái ông nọ, ổng đi đường đang đói bụng, phải không? Ổng tính vô quán để ăn, nhưng mà bất chợt bước tới cái quán, gặp cái quán để cái bản là ngày mai ăn khỏi trả tiền. Ông nói thôi được rồi, vậy thì bây giờ đi về nhà, để bụng đói ngày mai lại để ăn, khỏi trả tiền. Để bụng đói rồi lại cái quán đó ăn, bản đó cũng để nguyên đó. Ăn xong no nê, kêu đồ ngon ăn, xong hết no hết rồi đi ra về. Chủ quán người ta kêu lại tính tiền, ổng nói ủa, cô nhìn cái bản lại coi, hôm qua tôi đi tôi thấy rõ ràng là cái bản để ngày mai ăn khỏi trả tiền, cho nên bữa nay tôi lại đây tôi ăn mà cô đòi tiền tôi làm sao? Cô chủ quán nói, này ông khách ơi, ông hãy nhìn kỹ cái bản lợi tôi còn treo trước cửa quán tôi, ngày mai ăn khỏi trả tiền, ngày mai kìa ông à, còn hôm nay xin mời ông trả tiền giùm. Người ăn, người khách ăn đành phải móc túi trả tiền, không có cách nào khác. Con người sống trên đời cũng vậy, Đức Thầy nói rồi, ai mà biết đặng ngày mai, ngày nay yên tĩnh, ngày mai thảm sầu, ngày mai không có đâu, ngày mai có chừng khổ đến, mình không có tu được, thôi bây giờ tu được thì tu đi, tính ngay tu từ ngày nay, chứ đừng có tính ngày mai, tới ngày mai thì nó đã tới thảm sầu rồi, thì ôi thôi muộn màng hết rồi. Vậy thì kính chúc quý vị có một cái cuộc sống sự suy nghĩ chu đáo. Chúng ta làm ăn mà chúng ta phải cố gắng tu hiền. Phật giáo Hòa Hảo dạy con người thế gian ra đời, trên đời này đó, là vừa làm ăn vừa lo tu hiền chân chất, chứ không phải bỏ làm ăn mà tu. Vậy thì vừa làm ăn chân chất, vừa tu hiền chân chất, để rồi cuộc sống chúng ta không phải dư mang thảm họa, để rồi cuộc sống chúng ta được giải thoát ăn vui. Nhất là chúng ta cần phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật để thành tựu một cuộc sống của mình, phá hết đi những cái tai họa, những cái khổ đau, để con người chúng ta ngày mai sống một cuộc đời an vui tự tại bên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, sống cùng chư Phật, sống cùng chư Bồ Tát. Kính chúc toàn thể quý vị một cuộc sống an lạc và một đời giác ngộ, thức tỉnh tâm mình, tự hỏi mình tu được chưa, để rồi chúng ta tranh thủ thời gian tu. Bởi vì ngày nay yên tĩnh tu được, ngày mai thảm sầu tu không được, không có thời gian để cho mình hẹn nữa. Chúc quý vị một đời sống phước lạc viên dung, một đời tu hành cho đến ngày giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn chú Mừ đã chia sẻ bài pháp rất hay để cho mọi người nhận thấy cái cuộc đời là đau khổ, để nương theo đó mà tiến tu cho đến ngày giải thoát. Một lần nữa cảm ơn chú Mừ và hai vị đồng đạo đã ủng hộ chương trình. Nam mô A Di Đà Phật.